Ôi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến kênh kẹo chì của shop Ngọc Trinh PCP. Anh em mua hàng hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Thì trước khi giới thiệu về sản phẩm thì em nói rõ luôn hình thức giao dịch bên em. Nhà em thì nhận hàng thì thanh toán kẹo và cành, bên em là 100% là không kiểm. Anh em cảm thấy tin tưởng thì anh em đặt mua hàng, mà không tin tưởng có thể đi shop khác tham khảo và trải nghiệm dần. Đấy, thì tiền nào của đấy, hàng rẻ thì chất lượng nó sẽ kém, hàng đắt thì chất lượng sẽ tốt, tùy theo cái nhu cầu sử dụng anh em sử dụng cành hay kẹo cũng như vậy. Đấy, và anh em lưu ý giúp mình là cành bên nhà mình anh em thiện chí mua cành thì anh em cọc trách nhiệm cho em tiền vận chuyển, còn không cọc thì em sẽ không gửi hàng. Anh em lưu ý giúp mình là như vậy, đảm bảo luôn cho anh em là hàng chuẩn. Đấy, có sao quay vậy, tùy từ hàng rẻ hàng đắt, thì anh em quan tâm với sản phẩm hàng rẻ hay anh em quan tâm hàng đắt thì cứ liên hệ trực tiếp với shop qua số Zalo. Thì mình có giới thiệu luôn anh em, hôm nay mình giới thiệu luôn cho anh em hàng HV kép thường và hàng HV kép zin. Hàng HV kép tàu và hàng HV kép zin nó khác nhau điểm nào? Đều hai cái đều có choke anh em nhé, hai cái đều có choke. Đấy, nhưng mà HV kép zin thì nó sẽ khác HV kép tàu ở điểm nào và HV kép tàu khác điểm HV kép zin nào. Nhìn mặt thực tế thì nếu mà để mắt bình thường nó cùng một cái loại dao, anh em để ý nhá, đầu thoát và ổ đấy nó đều giống nhau hết đấy. Nhưng mà vấn đề là một cái là đầu choke, đầu thoát ấy có choke, thì riêng cái hàng HV kép này không có vòng nhuận bóng dầu. Anh em để ý này, đây là đầu thoát nhá, còn đây là ổ này. Mình sẽ quay bên ổ cho anh em xem này. Đấy, quay ổ anh em xem. Thì nếu mà để ổ mới đầu thoát, ổ nhá và đầu thoát, mình sẽ không rất chỉ khó nhận ra biết ra đâu là cái hàng HV kép tàu và HV kép zin. Thì để đặc điểm mà không có một cái cành nào copy nổi thì cái hàng HV kép zin nó có ở đầu choke là có vòng nhận bóng dầu. Đấy anh em nhìn này, vòng nhận bóng dầu này nó thành G, cái vòng nhận bóng dầu đấy. Cái này thì không một cái cành nào nó có thể copy nổi cái vòng nhận bóng dầu đấy, cũng phải y như cái dòng heavy ấy. Heavy cũng như vậy, nó còn lớp thép xoắn như thế, không có thép nào bên Việt Nam có thể làm thép xoắn được như thế vậy cả. Đấy, anh em lưu ý cho mình như thế. Đấy, anh em nhìn nhá, bao ngon luôn. Thì cái này thì nói thật ra, cành thì để anh em nhận biết, để tránh tình trạng mua đắt mà chất lượng lại không như mong muốn. Đấy, còn đây là trên tay em đang là cầm một cái cây cành HV kép zin chuẩn. Đấy, giá thị trường bây giờ em đang bán hỗ trợ cho anh em dùng thử là 3 triệu đồng một cái cành này. Đấy, còn cái chi tiết anh em mua cành hay cần tư vấn gì liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại là 0829411281 giúp em. Nhớ bên em là cành không kiểm, không xem hàng, có cọc trách nhiệm. Anh em cảm thấy tin tưởng thì đặt mua hàng, mà không tin tưởng có thể đi shop khác tham khảo. Đấy, xin chào anh em, gặp lại.